Ôi, hello, em cũng xin chào tất cả những anh em nhé. Hôm nay em mình về thêm một siêu phẩm cho anh em rồi anh em ơi. Đây, một máy bắn cốt laser của The World, dòng máy mới của The World luôn nha mọi người. Anh em mình sẽ tay từ Mỹ về. Có model đó là DCLE34031B. Con này là dòng sử dụng pin 20V tia xanh. 12 tia thì nó là 3 nhân 360 độ thì sẽ có 3 tia, 3 đèn và mỗi đèn thì nó sẽ quay quanh sáng 360 độ. Đó. Thì đây là cái hình thực tế ở bên ngoài, hiện tại là mình đang review cho mọi người xem luôn. Máy khá là đẹp, khá là nét, cực kỳ là nhỏ gọn so với model cũ. Model đời trước nha mọi người. Đó. Mẫu thiết kế của nó khá là gọn luôn. Mọi người sử dụng pin 2A thì có thể sử dụng liên tục tầm khoảng được 1 tuần. Đó. Anh em thấy không? Khá là gọn luôn, tia cực kỳ nét luôn. Ở cho mọi người xem. Tia khá là nét, xanh nét lắm. Đó. Phụ kiện ở bên trong thì mình sẽ tháo cho mọi người xem. Ở bên trong thì nó cũng còn thêm một ít phụ kiện nữa. Đó, nó sẽ được đóng trong cái hộp nhựa và một cái bộ giá treo nè mọi người. Đây là bộ giá treo. Rồi một cái giò tia. Thì cái bảng này, nếu mà trường hợp mọi người đi ra ngoài nắng á, mọi người có thể sử dụng cái bảng này để chúng ta dò lấy cái mức tia. Nhiều khi ra ngoài ánh sáng chúng ta không thấy rõ. Đó, khá là đẹp, khá là nét luôn. Rồi, thì những anh em nào quan tâm thì anh em cứ liên hệ mình. Giá con này nó sẽ rẻ hơn so với model được trước, model lớn hơn nha mọi người. Đó. Rồi. Chào tất cả anh em nhé.